Tối qua mùng 1 tháng 9 tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tuần lễ văn hóa du lịch và lễ hội đền Bảo Hà năm 2023 đã bế mạc sau một tuần diễn ra hàng loạt sự kiện và hoạt động hấp dẫn. Trải qua 7 ngày diễn ra lễ hội, trên 335.000 lượt du khách và nhân dân đã đến tham quan trải nghiệm trên 30 sự kiện và hoạt động như Ngày hội Quế tỉnh Lào Cai, Hội thảo xúc tiến đầu tư ngành hàng quế tỉnh Lào Cai, Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Bảo Yên, giải chạy marathon Nghĩa đua xanh lần thứ 2, hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, lễ hội đền Long Khánh, lễ hội đền Nghĩa đô, lễ hội đền Bảo Hà, giải đua mảng trên sông chảy. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia cuộc thi trưng bày trình diễn không gian văn hóa các dân tộc huyện Bảo Yên.